Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV, vừa xong bộ phim Âm Mưu Giày Gót Nhọn, chúng tôi sẽ tiếp xúc với hai vị khán giả để hỏi cảm tưởng của hai vị về bộ phim này. Luật sư Ken Dương và cô Lý Gia Nghĩa, được biết cả hai vị cũng là ở trong phòng thương mại Việt Nam Orange County, có đúng vậy không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi, nhớ rõ quá ha. Lady First, cho Lý Gia Nghĩa có thể cho biết cái cảm tưởng của Lý Gia Nghĩa xem bộ phim này, đặc biệt một trong những bộ phim hiếm hoi với nhân vật chính là nữ. Trước nhất Lý Gia Nghĩa cũng kính chào anh Hồng Hữu, với lại chào với lại những khán thính giả đài Bosa, phố Bosa. Thì trước lúc mà bước vô theo năm nay không phải là năm đầu tiên Lý Gia Nghĩa tới ủng hộ cái việc Film Fest này. Thành ra mình cũng biết là có những cái expectation gì rồi, là những cái phim, nhưng mà mình cũng với tâm lý là biết những cái phim independent movie là những người mình tự làm á, thì cái budget, cái tiền nó không có, budget nó không có lớn, thành ra lúc nào mình cũng nghĩ là mình đi ủng hộ, nhưng mà mình không có expect là nó sẽ giống như là một cái production như là phim Mỹ. Tại vì Mỹ rất là nhiều xe đổ building tùm lum, rất là những cái họ rất là công phu, tại vì đó là có nhiều tiền thì rất dễ thôi. Nhưng mà theo như nghĩ thấy cái bộ phim này rất là ngạc nhiên. Cái câu chuyện, trước nhất là cái câu chuyện, thì câu chuyện nó rất là nó có ý nghĩa với nhau. Thì nó cái plot là câu chuyện nó, thì cái người mainstream á, người ngoại quốc không những Việt Nam thì cũng hiểu, nhưng mà nó có cái tình chất, có cái thuần tí của cái Việt Nam trong đó, thành ra khó là khó cái đó, nhưng mà hay làm được thì là thấy hay. Thành ra nghĩ thấy là bất ngờ, mà nó vừa cười nhưng mà phút cười sau cuối cùng á cũng thấy mắt hơi ướt tí. Luật sư Ken Dương, ý kiến của anh như thế nào về bộ phim? Được biết anh cũng rất là có cái sự gần gũi với lại nhóm làm phim, cũng biết họ, sinh hoạt với họ trong khi bộ phim đang được tiến hành ở Việt Nam. Vâng, đúng rồi, thì mình cũng thấy là mình cũng đi, hồi họ quay phim cũng đi 2-3 lần, thì mình chỉ thấy mấy cái khúc thôi, thì mình thấy là làm phim rất là cực, không phải là giống như trên màn, chừng nào mình thấy là còn 90 phút. Thì mình thấy họ quay, họ đổ mồ hôi, thì mình thì uống nước thôi, mình không có vô, ngồi chơi thôi. Thì mình thấy vài khúc trong phim thôi, mà sau khi mình thấy phim mình thấy thì nó đáng cái thời gian, đáng cái mồ hôi để họ quay cái phim này. Tại nhiều lần cái nhóm họ tập trung vô họ làm việc đó, thì là không phải là chỉ là cũng vui, hoặc là nó giống như magic, show business, thấy vui lắm. Nhưng mà nhiều lần mình thấy cái cảnh nó rất là khó khăn. Chừng nào mình thấy có cái phim ra như vậy thì mình hãnh diện được có tham gia và có ủng hộ nhiều người trẻ và có tài để quay phim. Bây giờ nói một chút xíu vào những cái nội dung của phim. Với cái phim như vậy thì Lý Gia Nghĩa là một người nữ, có cảm thấy là cái tâm lý của nhân vật nữ đó nó hợp lý không? Nó có logic không? Đúng ra theo Thi nghĩ thì nếu mà mình là một người không có những cái về cái baggage là từ là nghĩ về sau là lý ông đàn ông Việt Nam, là lúc nào Việt Nam là cũng có chịu như vậy, nếu mà mình không có biết như vậy, không có nghĩ vậy, thì thấy cái logic này nó hơi quá đáng. Đúng là hơi quá đáng, tại vì nhưng mà tên phim thì nó phải có drama, nó phải hơi quá đáng. Mình làm có make up fashion đó là phải hơn, chứ không thôi nó tầm thường rồi. Thành ra cái đó là cái expectation là mình chấp nhận trong cái phim như vậy. Nhưng mà đúng ra đó, thì nhưng mà form từ cái người phía Việt Nam, những người phụ nữ Việt Nam mà mình biết cái chuyện đó trước đó là nó hay xảy ra, thì mình thấy ok, cũng không có gì hết. Hỏi riêng tư một chút xíu, nếu trường hợp Lý Gia Nghĩa mà nhìn đang nói chuyện trên Skype như vậy, mà nhìn thấy có đôi giày đỏ chói nằm ngay trong phòng của cái người ấy, Lý Gia Nghĩa book vé về Việt Nam liền không? Không biết có bút hay không, nhưng mà thấy cái tim nó cũng lên như vậy luôn, máu nó cũng lên trên đầu như vậy luôn. Sẽ hành xử giống như lại cô đó, hay là hơn cô đó, hay là khác đi chút? Đúng là cái sự hành xử thì nó cũng sẽ khác nhau, thì mỗi người xử một cách khác nhau. Cụ thể Lý Gia Nghĩa sẽ làm gì nè? Cụ thể đó hả? Đi tìm chồng khác. Chắc cũng được. Sẽ tới anh. Thì lúc đó mình chưa biết, nhưng mà chắc mình cũng phải gợi lên, mình cũng cực. Chắc là tại Gia Nghĩa suy nghĩ nó hơi left brain chút xíu, có nghĩa là mình là như vậy thì mình không có xem phép bất liền, nhưng mà mình sẽ cũng hỏi, mình cũng investigate, cũng tìm hiểu, nhưng mà tìm hiểu từ phía bên này trước khi mà mình phải bước vé về như vậy. Anh thì sao, nếu mà trong trường hợp mà anh ngược lại, anh là cái vai trò của người chồng sắp cưới đó, nếu anh về Việt Nam, anh cái trường hợp của anh đó là cuối cùng mình mới biết là tình ngay Lý Giang, phải không?
anh đó thì anh chọn cái giải pháp là giấu không có cho biết để cho nó khỏi yên tâm, mà cuối cùng lại còn đổ bể nữa. Nếu mà anh trong trường hợp anh giải quyết như thế nào, anh sẽ nói thật hay là anh sẽ gọi là giấu kỹ hơn nữa? Thì mình thấy cái câu chuyện này nó cũng có trải nghiệm qua rồi, thì mình thấy là vợ của mình như vậy, mà phụ nữ họ lo lắng. Thì nếu anh suy nghĩ là ba cô gái đó, có cô Phương Mai thì là cổ là VDS, là top model, rất là đẹp, phải không? Đẹp mà người mẫu. Xong cái có cái cô kia thì là Gia Trương Nhi, thì tại mình quen họ là Mimi, thì cổ là cô sexy hơi tiếu. Cái cô có một cô Hà My, là giống như là mình tính là hai lúa đi, từ Cần Thơ, từ quê lên, thì cổ không có phải là phải nghi ngờ, lo lắng. Nhưng mà sự thật là chính là cổ, phải không? Thì vợ mình và nhiều người cũng có nói, coi chừng mấy cô gái hiền quá, họ là nguy hiểm nhất. Đừng có phải là cô mà sexy nhất hoặc là cô đẹp nhất, phải coi chừng cái cô mà không có nói chuyện nhiều và họ hiền nhất, thì cái đó mới là nguy hiểm. Cái đó là vẫn là chưa trả lời đúng câu hỏi. Là trong trường hợp luật sư Ken Dương đang nói chuyện với người vợ nhà mà đang ở Việt Nam mà rơi cái đôi giày ra như vậy, không, khi mà anh nói chuyện như vậy thì anh sẽ giấu hay là anh sẽ nói thật cái trường hợp là người bạn bị ngủ qua tại vì say rượu, như là trong trường hợp trong phim, anh sẽ nói với vợ như thế nào? Em đâu có nói bí mật được hết cho anh biết đâu. Em nói hết cái là em về Việt Nam em chết sao? Thì nếu mình thấy cái trong cái tình trạng đó thì chắc cũng làm như y hệt như ảnh, tại không có gì xảy ra. Mà nếu mình nói là có việc gì xảy ra thì sẽ làm cho vợ mình nghi ngờ thêm, thì mình thà giống như mình sẽ nói sự thật mà không phải trong lúc đó, đợi ngày sau thì mới nói. Nói chung là như nhiều vị đàn ông hay nói, tức là giấu được tới đâu thì giấu tới đó, chừng nào không giấu được nữa mới nói, phải không? Không có đúng. Chừng nào bẻ cho bẻ luôn. Không có đúng. Thì đợi phải lựa chọn thời gian lúc nào mới nói mới đúng. Không phải là giấu, tại giấu là giấu sẽ hại thêm nữa. Có chớp mắt không? Có chớp mắt nào đúng. Không có chớp. Theo Lý Gia Nghĩa, những cái chuyện này nó nói cũng một phần nào ở trong cái tâm lý cộng đồng mình. Các vị đàn ông đi về Việt Nam thường hay bị các vị phụ nữ không được an tâm lắm. Lý Gia Nghĩa có cái suy nghĩ như thế nào về cái hiện tượng đó trong cộng đồng mình và nên như thế nào? Theo chị Nghĩa thấy thì người ở đâu thì cũng như vậy thôi. Thì đúng ra thì nó có một phần nào đó chứ không phải là không có. Nhưng mà thì người nào thì cũng có, người xấu cũng có người xấu, người tốt, người bay bướm, người đàng hoàng. Thành ra người Mỹ hay Việt Nam thì chị Nghĩa thì nó cũng vậy thôi. Cuối cùng thì mình muốn mỗi người cho một cái lời chia sẻ với khán giả của Phố Bô Sa TV, nhưng nó hơi ngược một chút xíu. Luật sư Ken Dương sẽ chia sẻ với các vị phụ nữ như thế nào về những cái trường hợp thế này, và Lý Gia Nghĩa sẽ chia sẻ với các vị nam, chắc là luật sư Ken Dương. Thì mình muốn chia sẻ với Phố Bô Sa TV, với khán giả là khán giả nữ, là nếu mình thương chồng của mình và mình yên tâm là chồng của mình sẽ không có quậy, không có làm gì sai, không có ngoại tình, thì cấp visa thứ nhì để cho ảnh đi về Việt Nam. Mà nếu ảnh lo lắng quá thì nói là đi về với Ken Dương thì sẽ mọi chuyện sẽ xui xẻ. Thì lúc ấy giày xanh giày đỏ gì cũng yên tâm, phải không? Tại mình cũng có mở tổng lãnh sự chuyên môn về cấp visa thứ nhì cho mấy anh chàng đi về Việt Nam. Nhờ Lý Gia Nghĩa. Theo Gia Nghĩa thấy thì những phái nam, nếu mà có công chuyện thực sự đó, thì mình đúng được đúng thì mình nên communication, là mình phải nói chuyện rõ với nhau. Thì nếu mà nó đã trắng mực đen từ lúc ban đầu thì không, nó sẽ không có bị gì trục trặc gì hết. Mà nếu mà mình đã có sự tin tưởng lẫn nhau rồi á, thì mình chia sẻ như vậy nó sẽ không có cần phải che, tại vì mình càng che thì nó càng hư, mà càng che càng hư, mà càng hư thì nó càng bể. Mà nếu uống chút rượu thì sao? Thì đừng ngậm luôn chứ đừng có phun ra như cái anh đó. Đó là một cái suy nghĩ rất là vui của hai vị khán giả của ngày hôm nay. Một lần nữa, luật sư Ken Dương và cô Lý Gia Nghĩa. Hy vọng chúng tôi đã đem lại những nụ cười cho quý khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV.